Thưa quý vị, tính đến giữa tháng 5 năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đã phối hợp với các trường tiểu học và trạm y tế 13 xã thị trấn tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 1 cho trên 6.300 em học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 4, đạt tỷ lệ trên 63%. Đến nay thì địa phương chưa ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm. Để công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 đạt kết quả cao, Trung tâm Y tế quyện đề nghị các trường hợp trẻ đến điểm tiêm chưa có mã định danh cần được bổ sung nhanh và kịp thời để thuận tiện trong công tác nhập dữ liệu sau khi tiêm vaccine. Các trạm y tế tiếp tục thống kê trẻ đủ 12 tuổi có mốc sinh từ ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 23 tháng 10 năm 2010 để dự trù vaccine Pfizer tiêm mũi 1 cho các trẻ. Tiếp tục việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19, phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và làm các dữ liệu tiêm chủng Covid-19